sắp xếp lại thông tin trên toàn thế giới, giúp chúng có thể truy cập được ở mọi nơi và trở nên hữu ích. Đây là một trong những mục đích chính do Larry Page và Sergey Brin đặt ra khi họ ra mắt Google. Kể từ đó, Google đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình sang nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, dù có đa dạng và phong phú đến đâu, thì những sản phẩm này đều hướng đến một thứ duy nhất, cũng chính là gốc rễ của Google, đó là tìm kiếm trực tuyến. Google ban đầu là một công trình nghiên cứu của Larry Page và Sergey Brin vào tháng 1 năm 1996. Ban đầu họ đặt tên cho công cụ tìm kiếm là Backrub và sau đó đổi tên thành Google. Cái tên này bắt nguồn từ một lỗi chính tả của từ Google, một số tự nhiên rất lớn, được viết bằng 10 mũ 100, thể hiện rằng công cụ tìm kiếm này cung cấp số lượng lớn thông tin. Công ty tư nhân Google chính thức được thành lập vào ngày 4 tháng 9 năm 1998. Google đã IPO vào ngày 19 tháng 8 năm 2004. Vào thời điểm đó, cái tên Google đã trở thành ngôn ngữ hàng ngày, được thêm vào từ điển tiếng Anh Oxford, có nghĩa là sử dụng công cụ tìm kiếm Google để có được thông tin trên Internet. Từ năm 2003 đến 2007, Google đã tiến hành mua lại nhiều công ty, trong đó có YouTube, Keyhole, Applied Semantics, Ocean Software, mà sau này đã phát triển thành các công cụ và dịch vụ như Google Earth hay AdSense. Năm 2007, Google đã đầu tư một số tiền lớn vào các dự án gió, năng lượng mặt trời, nhà mặt trời và địa nhiệt. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2011, Google đã mua lại Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ đô la Mỹ và sau đó năm 2014, Google thoái vốn tại Motorola cho Lenovo. Vào ngày 10 tháng 8 năm 2015, Google trở thành công ty con hàng đầu của Alphabet. Hiện nay Google đã phát triển nhiều dịch vụ và công cụ cho cộng đồng như YouTube, Blogger, Gmail, Google Calendars, Google Docs, Google Translate, Google Maps, Google Chrome hay Google Earth.